Lại một lần nữa, Khương Thầy xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại hang động của núi lửa Chưa Thay. Đây là cái hang động của núi lửa Chưa Thay nhé. Cái hang động này là nó đang dần hóa thạch, dần dần hóa thạch gỗ, hóa thạch về cây thôi. Đấy, hóa thạch về cây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, cái này. Đây, cái mình cầm trên tay đây. Đây là từ cái rễ cây. Và nó đang hoàn thiện dần dần thành hóa thạch. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây. Chứng minh cho các bạn thấy luôn. Đây, cái mình cầm này là cái rễ cây nhé. Và tác động của nước. Nước từ vách đá, từ khe đá tự nhiên của núi lửa, và nó sẽ hình thành cái hóa thạch gỗ của hóa thạch đấy. Cái này chưa hóa thạch nhá, cái này là nó đã hóa thạch hoàn toàn. Đây, giờ mình sẽ lấy ra cho mọi người xem luôn. Đây, cho các bạn thấy đây cũng được, đây thương lắm đấy, đó đấy, nó đã hóa thạch hoàn toàn luôn. Đây, bé cho các bạn thấy. Đấy, đây, ở bên trong là nó rễ cây nhá. Đấy, trong nó rễ cây, ở ngoài là nó đã hóa thạch hoàn toàn vì từ nước này đã làm thành hình thành hóa thạch vài triệu năm. Đấy, không phải ít đâu nhá, đây là nó hình thành ít nhất vài triệu năm nó mới có hình thành như thế này. Đấy, những ở dưới này là nó đã hoàn toàn là hóa thạch. Đây, cực đẹp luôn. Đấy, chị có thể nhìn thấy đây này, cái rễ cây luôn. Đây, thành đá hết nhé các bạn nhé. Đây là như một cái san hô luôn. Đây, mình sẽ quay sát cho mọi người xem. Đó, đã thành cục hóa thạch rất là đẹp luôn. Đây, là vi diệu cho các bạn nhé. Hôm nay em rảnh để lên núi lửa để quay cho các bạn cùng xem và biết thế nào là đã hóa thạch. Đấy, cái này là nó chưa hóa thạch hoàn toàn, nó đang trong quá trình thôi, trong quá trình hóa thạch. Đấy, đây các bạn có thể nhìn thấy cực đẹp. Đấy, rất là mát, nước nó rất là hay nhé. Chỉ giọt nước này thôi nó đã tạo ra những cái hóa thạch. Đấy, thật là vi diệu của thiên nhiên man đại, thật là tuyệt vời nhé.